Chào mừng các bạn đến với kênh Kamita TV. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký để ủng hộ kênh ạ. Phương bị Mai Anh bắt cóc, giở trò hèn hạ. Mời các bạn cùng xem tập 23, nơi giấc mơ tỉnh về. Dù biết Mai Anh đã mang trong mình một sinh linh bé nhỏ, Gia An vẫn không đánh mất sự bất cần đối với cô. Trái tim anh chỉ dành cho Phương, người mà anh yêu thương thầm kín. Trong mỗi lúc quan tâm và chăm sóc cô, Gia An không ngờ rằng điều đó lại trở thành cơn ác mộng đối với Mai Anh. Mai Anh, bị ám ảnh bởi sự ghen tị và tức giận, đã rơi vào một đường cùng tuyệt vọng. Trong nỗi đau của mình, cô đã vụt tắt tâm lý sáng suốt và thâm nhập vào thế giới tối tăm của lòng tham và sự điên cuồng. Một đêm đen tối, trong bóng tối và sự lặng lẽ, Mai Anh đã sử dụng đàn em của bố để thực hiện một hành động đáng sợ. Bằng những mánh khóe tinh vi, họ bắt cóc Phương và khóa cô trong một căn phòng sửng sốt. Trong chiếc phòng ẩm ướt và lạnh lẽo đó, Phương trải qua những giây phút đau khổ và sợ hãi tột cùng. Những hình ảnh tra tấn và đe dọa tàn bạo của Mai Anh không ngừng ám ảnh cô. Nhưng một điều kỳ diệu nào đó vẫn còn tồn tại trong tâm hồn yếu đuối của Phương, hy vọng. Mai Anh, trong tâm trạng điên cuồng và đầy ác ý, đưa ra một điều kiện tàn nhẫn. Cô chỉ đồng ý thả Phương nếu Gia An chấp nhận cưới cô làm vợ. Đó là cách duy nhất mà Mai Anh tìm thấy để khống chế và giam giữ tình yêu của Gia An. Và giữa những lựa chọn đau đớn và sự hy sinh, Gia An đứng trước một quyết định mang tính chất sống còn. Anh phải đối mặt với những bi kịch và hậu quả không ngờ từ quyết định này. Sự can đảm và lòng dũng cảm của anh sẽ được đặt vào cuộc thi đấu với cái ác và cuộc sống khắc nghiệt. Trong cơn ác mộng đen tối này, câu hỏi đặt ra là liệu Gia An có đồng ý với yêu cầu mà Mai Anh đã đặt ra. Anh có kịp thời cứu Phương khỏi nguy hiểm? Mọi người nhớ đăng ký để đón xem các tập tiếp theo trên Kamita TV nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.